Quý cô chú anh chị và các bạn thân mến, rất vui được gặp lại các anh chị trong một video tiếp theo. Hiện nay thì em Dư đang có mặt tại khu các anh chị đang nhìn thấy đây. Con đường trước mặt các anh chị đây là con đường nhựa 6m, vỉa hè hai bên ha. Và trong video ngày hôm nay em Dư chia sẻ với tất cả các anh chị một cái ngôi nhà tại khu vực này. Những cái căn nhà trước mặt anh chị đang nhìn thấy đó chính là thuộc khu dân cư Đồng Tràm mấy các anh chị. Đó, xe cộ đi lại khu vực này rất là đông ha. Rất đông xe cộ đi lại anh chị. Và trong video ngày hôm nay em Dư sẽ chia sẻ với tất cả cô chú anh chị mình một cái ngôi nhà một trệt hai lầu tại khu vực này. Ngôi nhà trước mặt các anh chị đang nhìn thấy đây ạ. Nó có bề ngang là 5.5m nha các anh chị. 5.5m. Và có tổng diện tích là 75m2. Nhà đã được hoàn công nha các anh chị. Tổng diện tích sàn là 210m. Xây dựng rất kiên cố và đẹp anh chị ha. Đặc biệt ngôi nhà này thì nó có cái ban công rất là rộng anh chị. Lát nữa em sẽ vào bên trong và em quay thực tế cho các anh chị coi. Từ vị trí này á, thì các anh chị tới hội trường Đông Hòa cũng như là trường học cấp 1, cấp 2 Đông Hòa nó vào khoảng 200m thôi các anh chị. Rất là gần. Nó cách thành phố Thủ Đức thì chỉ 1km. Và khi mà nhà mình ở đây thì mình sẽ được hưởng kế bên khu dân cư Đồng Tràm, được hưởng các cái tiện ích trong khu vực này. Công năng của ngôi nhà chúng ta thì nó có 3 phòng ngủ, 4 nhà vệ sinh, 1 phòng khách, 1 phòng thờ, 1 sân phơi và có ban công rất là rộng anh chị. Nội thất thì bên trong chủ được làm nội thất rất là cao cấp. Lát nữa chúng ta sẽ vào bên trong để cùng theo dõi khu vực bên trong. Hướng ngôi nhà này thì thuộc về hướng Đông Bắc nha các anh chị, hướng Đông Bắc. Đây là phía bên trong ngôi nhà các anh chị, từ bên ngoài em bước vào đây. Ngôi nhà hiện nay thì cũng đang là trong quá trình hoàn thiện nên các anh chị, nên là sơn hay là những cái đồ vật dụng á, vẫn còn ở đây. Nhìn bề ngang 5.5m nên là ngôi nhà nó rất là rộng và đẹp. Chủ thiết kế cầu thang là bên hông nha các anh chị. Có cầu thang ở bên hông. Được trang bị là ốp tường nha các anh chị. Ốp tường mà bằng nhựa giả gỗ đó các anh chị. Giả đá luôn. Đây là khu vực phòng khách này các anh chị này. Anh chủ thì anh ấy có dán tranh cho các anh chị rồi nha. Có dán tranh. Cửa của nhà chúng ta thì bằng hai lớp. Một lớp cửa nhôm kính sinh pha và một lớp cửa cuốn. Đã thiết kế sẵn hộc và tủ để các anh chị để tivi thì nha. Đó, tủ để tivi. Gỗ này thì trang bị là gỗ sồi Nga đấy các anh chị. Tủ bếp á, khu vực phía bếp này các anh chị này thì nó sẽ được trang bị là tủ bếp trên, tủ bếp dưới. Có đèn trần. Ốp kiếng mặt tủ luôn các anh chị. Chỗ khu vực bếp của chúng ta thì đã được ốp mắt tấm kiếng màu xanh rồi, nhìn rất là đẹp. Đèn trần này các anh chị ha. Khi mà vào khu vực bên trong thì các anh chị sẽ thấy là có một cái nhà tắm ở phía bên sau. Có trang bị vòi sen thuyền. Lavabo thì ở phía bên ngoài. Với bề ngang là 5.5m á, thì ngôi nhà mình thiết kế khu vực bếp cũng khá là rộng rãi các anh chị. Về những cái tủ này. Đây là mình nắp thêm những cái bếp vào và cái khu vực mà quạt hút đấy các anh chị. Và bây giờ thì em sẽ di chuyển lên phía trên lầu để cho các anh chị chúng ta hãy cùng coi khu vực tầng trên lầu ha. Đây là một cái phòng ngủ này các anh chị này. Một cái phòng ngủ này thì được dán tranh tường rồi này. Trang bị đèn trần. Hoa văn họa tiết rất đẹp ha. Có cửa sổ thông về hướng mà
cửa sổ đấy các anh chị, về cái hướng mà hành lang á, hướng lấy gió. Phía bên trong sau cánh cửa thì sẽ là một cái nhà vệ sinh các anh chị nhé. Một nhà vệ sinh được trang bị thiết bị vệ sinh cũng rất là hiện đại. Và bây giờ mời tất cả các anh chị chúng ta hãy sang cái phòng kế bên. Phòng kế bên chúng ta sẽ đi vào một căn phòng. Đó, chủ nhà ốp toàn bộ nhựa giả gạch nha các anh chị, lên tới trần luôn. Cửa sổ, ban công rất là thông thoáng luôn các anh chị, phòng này rất là rộng luôn. Có một cái ban công rộng rãi để cho các anh chị thoải mái mình ở trên này. Phía trong này thì là có thêm một cái nhà tắm nữa nha các anh chị. Tức là ở đây thì nó có hai phòng ngủ và hai nhà tắm. Trang bị thiết bị đầy đủ nha các anh chị. Bây giờ mời tất cả các anh chị chúng ta hãy ra ban công. Đấy, khu vực ban công này các anh chị này. View này là view ra hướng khu dân cư Đồng Tràm. Bây giờ thì mời tất cả các anh chị chúng ta hãy di chuyển lên trên lầu ha. Đây chính là cái lầu 2. Khi lên tới lầu 2 thì các anh chị sẽ thấy rằng cái khu vực sân phơi ở phía đằng sau. Sân phơi này tầm khoảng 4m các anh chị. 4m nha. Ở bên này có một cái nhà tắm. Phía trước này thì anh chị sẽ vào một cái phòng ngủ nữa. Đây là phòng ngủ số 3 nha các anh chị. Một cái phòng ngủ số 3 có cửa sổ tạo sự thông thoáng, có nắp đèn đi dây điện ngầm để các anh chị lắp máy lạnh sau này ha. Và kế bên đây là phòng thờ các anh chị. Hướng ra ngoài ban công. View đẹp ha các anh chị, view về khu dân cư Đồng Tràm. Và hiện nay với cái ngôi nhà một trệt hai lầu này thì chủ đang gửi em với mức giá là 4 tỷ 850 triệu các anh chị. Em nhắc lại là giá là 4 tỷ 850 triệu cho một cái căn nhà một trệt hai lầu với bề ngang là 5.5m này, thuộc về hướng đông bắc nha các anh chị. Nếu mà cô chú anh chị nào có quan tâm đến ngôi nhà này thì hãy liên hệ với em Dư qua số điện thoại em để dưới phần mô tả. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã coi video. Nếu cô chú anh chị nào yêu thích video thì hãy like và đăng ký kênh để đón xem những ngôi nhà miếng đất mới nhất em Dư chia sẻ nhé. Em Dư chuyên nhà đất Trị An Bình Dương.